Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Bắc Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý khách hàng. Video ngày hôm nay thì Hùng sẽ đến với trục đường Phạm Văn Chiêu, khu vực phường 14, quận Gò Vấp. Chúng ta đến với một căn nhà mặt tiền đường số với diện tích ngang 4m2, độ dài 19m, được thiết kế là một trệt một lửng 3 lầu. Hướng nhà mình là hướng chính nam, phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và đây là mặt tiền mặt chính căn nhà chúng ta. Căn nhà được thiết kế là một trệt một lửng và 3 lầu nha mọi người. Có khu vực gian phòng ra chân đợi xe máy, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt thờ và sân thượng trước sau. Và chúng ta để ý mặt tiền mặt chính căn nhà, một căn nhà thiết kế theo kiến trúc Roma kiểu Pháp năm 2021. Nhà thì nhà mới, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, chúng ta mua bán công chứng trong ngày. Và đây là con đường trước nhà này. Con đường kinh doanh buôn bán, một con đường số thông khoảng chừng 8m, xe hơi xe tải ra vào quay đầu và tránh nhau thoải mái luôn nha quý vị. Đường thông nha. Khu nhà rất đẹp và cao cấp. Vừa vừa ở vừa làm phòng công ty kinh doanh bán, làm showroom spa. Đường cách mặt tiền đường chính đường lớn của chúng ta khoảng chừng 50m thôi. Con đường rất là rộng, đường tới 8m nha mọi người. Rất là rộng rãi và thoáng mát. Và căn nhà hôm nay Hùng gửi đến mọi người chúng ta làm căn nhà có diện tích rất rộng, ngang 4m2, độ dài 19m. Bên ngoài thì chúng ta sẽ có lớp cổng sắt CNC, sơn nhũ đồng và khoảng sân 3m đậu xe gắn máy. Khoảng sân này 3m chúng ta đậu vừa được 5-6 chiếc xe gắn máy này mọi người. Và khoảng sân này thì gia chủ có đổ bê tông và đóng thạch cao bên trên, rất sang trọng và đẳng cấp. Và căn nhà này đang giảm giá đặc biệt, giảm tới gần 1 tỷ cho quý chị nào thiện chí mua nhanh. Giá bán bây giờ gia chủ đang chào bán cho căn nhà này chỉ 8 tỷ 550 triệu đồng thôi. Quý chị quan tâm có thể gọi đến cho bên Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là lớp cửa chính căn nhà thì chúng ta thấy này, có một lớp cửa gỗ căm xe rất bền và đẹp này. Màu sắc rất đẹp. Bên trong đây là gara xe hơi khoảng chừng 9m. Chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4-7 chỗ, kể cả xe bán tải và xe 16 chỗ luôn nha mọi người. Phía dưới gia chủ ốp gạch bóng kính 80 vân đá, có đổ bê tông phía dưới để chúng ta đậu xe hơi không bị lún sụt. Hai bên tường chúng ta dán giấy dán tường và trang trí rất đẹp và cao cấp. Ở đây thì gia chủ cũng có để một bộ sofa. Khi chúng ta đậu xe hơi chúng ta đưa bộ sofa lên tầng lửng nha. Nhà thì thiết kế một trệt một lửng 3 lầu. Trên đây là tầng lửng với trần thạch cao và đèn chùm chiếu sáng này. Căn nhà mặt tiền đường thông kinh doanh buôn bán và giá bán chỉ có 8 tỷ 550 triệu đồng, còn bớt thêm một chút ít nữa. Thì quý anh chị nào quan tâm nhanh tay gọi đến cho bên Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình sẽ được đi xem và sở hữu căn nhà diện tích khủng, một trục đường lớn kinh doanh buôn bán đường thông, lưu lượng xe cộ qua lại đông đúc, vừa ở vừa làm văn phòng công ty. Thì hãy gọi cho Huy Hùng để đi xem và sở hữu căn nhà với giá cực kỳ tốt. Nhà này nhà mới, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, mua bán công chứng ngay trong ngày được luôn nha mọi người. Rồi chúng ta vừa tham quan xong khu vực sân đậu xe máy và gara xe, chúng ta sẽ vào bên trong tham quan khu vực không gian phòng bếp cũng như là phòng khách trên tầng lửng và 4 phòng ngủ căn nhà. Phía dưới cầu thang chúng ta có hòn non bộ khô này mọi người. Và bên phải khu vực cầu thang là tủ rượu được làm bằng chất liệu gỗ sồi. Cầu thang thì làm với tay vịn gỗ căm xe, lan can sắt CNC và mặt đá hoa cương. Bên trong sẽ là không gian phòng bếp với bộ bàn ăn 6 ghế được gia chủ tặng kèm. Hai bên tường khu vực phòng bếp thì gia chủ ốp gạch lên cao tới trần. Có khu vực phía trên là trần thạch cao và đèn chiếu sáng. Khu vực tủ kệ bếp được làm bằng chất liệu của gỗ căm xe. Phòng bếp thì có khu vực để tủ lạnh khá rộng. Đây nha mọi người này, rất là rộng rãi, chúng ta để vừa tất cả kích thước tủ lạnh khác nhau. Và mặt đá bếp chúng ta sử dụng đá hoa cương màu đen, bồn rửa trên bát và giá kệ để đồ. Bên đây là khu vực đặt bàn ăn. Phòng bếp thì gia chủ ốp gạch rất là sạch và sang trọng. Phía sau nhà là khoảng giếng trời và phòng vệ sinh quý nhà. Khoảng giếng trời bên ngoài thì chúng ta có vòi rửa này. Và giếng trời được ốp lát rất là đẹp và trang trí khá là bắt mắt. Giếng trời lấy sáng và lấy gió cho không gian những phòng phía sau. Nhà mình thì có hai giếng trời, một giếng trời ở giữa nữa. Đây là phòng vệ sinh quý nhà. Căn nhà thì được thiết kế và xây dựng chính chủ, xây mới hoàn toàn năm 2021, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, mua bán công chứng ngay trong ngày. Nhà đã có sổ hồng rồi nha mọi người. Chúng ta quay từ phía sau ra này, chúng ta thấy có một cái phòng gara xe hơi và một cái sân đậu xe máy, phải nói là cực kỳ rộng luôn. Nhà này thì chúng ta mua về chỉ việc xách ba ly về ở thôi. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên trên tầng lửng để tham quan phòng ngủ, phòng khách trên tầng lửng cũng như là 4 phòng ngủ căn nhà. Phòng khách trên tầng lửng thì nó chia làm hai không gian, một không gian phòng khách bên ngoài với phòng khách phía ngoài sảnh phía trước này. Thì chúng ta có một phòng khách mini ở đây. Ở đây chúng ta có những cái lam che cầu thang. Và phía ngoài là trần thạch cao và có lan can ở đây. Và bên trong sẽ là không gian phòng khách khép kín với cửa kính cường lực 10 ly cách âm và
ống máy lạnh được gắn sẵn để chúng ta gắn máy lạnh luôn. Phòng khách khép kín đây mọi người nha. Thì ở đây thì gia chủ cũng ốp gạch 80 hết. Căn nhà này thì gia chủ ốp gạch 80 hết từ trên xuống dưới nha. Phòng khách trên tầng lửng thì chúng ta có một phòng khách khép kín với cửa kính cường lực 10 ly cách âm. Trên tường là giấy dán tường chỉ nổi và trần thạch cao. Nhà mình thì có tới 6 phòng vệ sinh, tầng lửng có phòng vệ sinh luôn. Phòng này chúng ta có thể làm phòng ngủ dành cho người già hoặc phòng tiếp khách thì có vệ sinh để chúng ta sử dụng này. Đó, nhà mình tới 6 phòng. Phía trên chúng ta còn 4 phòng vệ sinh dành cho 4 phòng ngủ nữa. Và cái phòng khách này gia chủ cũng đi ống máy lạnh luôn để chúng ta gắn máy lạnh. Chúng ta vừa tham quan xong phòng khách trên tầng lửng, một phòng khách phía đằng trước và một phòng khách phía đằng sau là phòng khách khép kín. Chúng ta sẽ di chuyển lên trên lửng nha mọi người. Tầng lửng thì chúng ta lên trên lầu thì chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh cũng như là phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Nhà rất là rộng nha mọi người. Chúng ta sẽ vào tham quan phòng ngủ đầu tiên. Cửa phòng ngủ là cửa gỗ căm xe này. Phòng ngủ đầu tiên của chúng ta này, gạch bóng kính 80 nha. Phòng ngủ thì có tủ áo, chỉ nổi trên tường, giấy dán tường. Phía trước là cửa ra ban công nhôm sinh pha và kính cường lực 10 ly, màn rèm cửa hai lớp, bên ngoài là sắt nhôm đúc và ban công. Ban công thì chúng ta làm nhôm đúc rất là đẹp rồi, cũng khá là mắc tiền nha mọi người. Phòng ngủ thì chúng ta có tủ áo rộng, phun trần. Phía trên là trần thạch cao và đèn chiếu sáng. Không gian phòng ngủ số 1 đằng trước đây. Và phòng ngủ phía đằng sau chúng ta sẽ ra. Chúng ta có ống máy lạnh ngay trên cửa này. Vệ sinh này. Vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt bên ngoài, vòi tắm hoa sen và tắm sen tiền phía bên trong. Chúng ta có thể gắn thêm tấm kính làm riêng biệt giữa khu vực tắm ướt và tắm khô nha. Bên sau là phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía đằng sau. Thì chúng ta thấy phòng ngủ rất là rộng này. Quý anh chị nào thích những căn nhà có diện tích rộng và phòng ngủ rộng thì đây là một sản phẩm đáng để chúng ta, rất đáng để chúng ta lưu tâm đây mọi người nha. Phía sau thì chúng ta có cửa sổ ra giếng trời và phòng vệ sinh này. Phòng vệ sinh thì gia chủ cũng làm khu vực bồn cầu và vòi tắm, bồn cầu và lavabo để phía ngoài kết hợp với gương soi. Bên trong sẽ là khu vực bồn tắm đứng và vòi tắm sen hèn và tắm hoa sen. Thì đây gia chủ chưa gắn kính, chúng ta về thì gắn thêm cấm kính nữa thôi là có bồn tắm đứng ngay. Đây là phòng ngủ số 2 thì chúng ta cũng có tủ áo phun trần. Rồi chúng ta sẽ lên lầu 2 để tham quan sơ qua phòng ngủ số 3 và số 4 nha quý vị. Quý anh chị nào đang tìm một căn nhà đường thông mặt tiền đường số để vừa ở vừa làm phòng công ty kinh doanh bán và giá bán chỉ dưới 9 tỷ, 8 tỷ rưỡi 50 thì đây là một căn nhà rất là hợp lý cho quý anh chị chúng ta. Một căn nhà đường rất là đẹp và đường thông nha. Chúng ta có diện tích rất là rộng, ngang 4m2, độ dài tới 19 và được xây dựng là 4m2, độ dài là 16. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này chúng ta cũng có tủ áo, vệ sinh trong, ban công phía trước, ống máy lạnh. Đây, phòng vệ sinh này. Và phía sau sẽ là phòng ngủ số 4. Phòng ngủ số 4 này, tất cả phòng ngủ thì thiết kế giống nhau hết nha mọi người, chả có gì khác biệt. Đây là vệ sinh và tủ áo, đầy đủ nội thất, thiếu mỗi giường ngủ thôi và máy lạnh. Rồi chúng ta di chuyển lên khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau nha. Nhà thì nằm ngay ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, khu vực phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Từ nhà mình ra công viên Làng Hoa 5 phút, đi về trung tâm thành phố khoảng chừng 30 phút và đi về sân bay khoảng chừng 15 phút. Vị trí rất đẹp, một trong những khu vực đẹp nhất quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và để sở hữu căn nhà diện tích khủng như thế này, chúng ta phải có tầm tiền hơn 8 tỷ nha. Đây là khu vực không gian phòng giặt. Phòng giặt chúng ta có khu vực để máy giặt này. Phía sau là khu vực sân thượng sau. Sân thượng sau được gia chủ rào chắn và lợp mái rất là kỹ, có cầu thang leo lên trên luôn. Có khu vực để máy giặt và khu vực phơi đồ ở đây. Chúng ta phơi đồ ở đây rất tuyệt vời nha mọi người. Và phía đằng trước sẽ là phòng thờ và sân thượng phía trước. Ta đang di chuyển qua phòng thờ. Phòng thờ ở căn nhà 4m2, độ dài 19 thì phải nói là rộng rồi. Thì chúng ta thấy này, khá là rộng. Và đằng trước sẽ là khu vực sân thượng phía trước. Đây là sân thượng phía trước của căn nhà. Chúng ta mở cửa ra thì gió lùa vào rất là mát. Hướng nhà mình là hướng chính nam thì mát cả ngày nha mọi người. Và đây là lan can bằng nhôm đúc này, chúng ta để ý này. Hệ thống lan can căn nhà này gia chủ làm hoàn toàn bằng nhôm đúc nha.
Khu này là một khu nhà lầu biệt thự đường thông, xe hơi xe tải ra vào tránh nhau thoải mái luôn. Một khu rất là đẹp, có trục đường ngay ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, phường 14 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị thích những căn nhà đường thông thì hãy ghé xem căn nhà này một lần để chúng ta sở hữu căn này với diện tích rất là khủng khiếp. Và giá bán Hùng xin nhắc lại 8 tỷ 550 triệu đồng. Nhà đất Hùng xin chào và hẹn gặp lại.